con đây à? Chị lấy cái nào chị thấy. Có hơi xa quá. Không ra. Còn cái bằng kia lát nó mình tán chân mà. Tán ombe chân ấy. Tại vùng chân là không có sợi ấy. Chân muốn sợi nếu là mình không tán ombe thì bong ra mình có thể chống chị ấy. Không rồi, bây giờ mình liền cái này nhé. Đây, thêm em liền cái này vào nhé. Như ở trên này này. Thế là bạn đang làm gì đây? Bạn đang sửa lông mày. Sửa để màu đậm xuống nhỏ. Cho lông mày của chị nhẹ hơn. Lông mày của chị làm lên các bị hỏng nhá. Đúng rồi. Chi phí học là 12 triệu Lê Văn Bình nhé.
năm khó đâu cũng không sao đâu. Để cho mẹ xem là cái nào nó còn là thích quá. Ba đợt này nè. Nhưng sao mùa nhà trên Anh Đe đi em? Em đang nhìn em có chỗ nào còn tốt quá. Ừ. Thế đây thôi nhỉ? Ừ. Cho giọt nhẹ ra. Cho chừng mở giọt nhẹ bên đấy. Có xong một bên rồi mà. Mm-hmm.